Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngự tại Linh Phong Thiền Tự, tỉnh Bình Định đang là điểm thu hút du khách thập phương khi nơi đây được công nhận là di tích tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á. Linh Phong Thiền Tự với điểm nhấn là pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được hoàn thành vào cuối năm 2017, cao 69m, tọa lạc trên một tòa sen nằm ở lưng chừng núi và có độ cao 129m so với mặt nước biển. Toàn bộ đều được đúc bê tông cốt thép tại chỗ. Dưới chân tượng là trung tâm thuyết pháp Phật giáo và hành lang 12 con giáp, thư viện Phật giáo, bảo tàng Xá Lợi Phật, nơi để du khách đến hành lễ, chiêm bái. Dọc theo đường hành lễ từ phía dưới lên bức tượng là 18 vị La Hán được đúc rất tinh xảo, đẹp mắt. Trong hai ngày 24 và 25 tháng Giêng âm lịch hàng năm, nơi đây thường thu hút đông du khách đến lễ bái. Linh Phong Thiền Tự được trùng tu, xây dựng mở rộng bao quanh nền cốt chùa Ông Núi. Theo sử lược, vào năm Nhâm Ngọ 1702, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu, một nhà sư có tên tục là Lê Bang đã tới hang đá phía đông núi Bà để ẩn tu. Tại đây, ông đã phát gai dại, vác đá to xây chỗ này, lấp chỗ kia, kết cỏ làm tranh, dựng lên am nhỏ, đặt tên là chùa Dũng Tuyên. Tới năm Quý Sửu 1733, chúa Nguyễn Phúc Chu vì mến mộ tài đức của nhà sư nên đã ban hiệu cho ông là Tịnh Giác Thiện Trì Đại Lão Thiền Sư, đồng thời cho xây cất lại Dũng Tuyên Tự thành một ngôi chùa lớn lợp ngói, sau đó đặt tên là Linh Phong Thiền Tự. Trước khi đến đây thì em rất là háo hức khi mà được leo lên tới nên các bậc á thì cảm giác rất mệt, nhưng mà khi lên tới nơi á thì cảm thấy rất là sảng khoái, và khung cảnh ở đây thì rất là mát mẻ và hữu tình, cảm thấy là rất là thanh tịnh nữa. Linh Phong Thiền Tự cũng là công trình mang tính nghệ thuật tâm linh đặc sắc nhất của tỉnh Bình Định, tương lai hứa hẹn sẽ là một địa điểm mới thu hút khách thập phương về chiêm bái tham quan du lịch. Bình Định miền đất đầy nắng gió, miền đất võ có nhiều danh lam thắng cảnh, nét đẹp lãng mạn với những bãi biển có làn nước trong xanh, cát trắng, những cù lao, đầm phá rì rào, được nhiều du khách ưa thích. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.